今日有幸为你播出其中一场睿智开示。师徒之间节目《在世名师的力量》三集之一，1993年3月18日，以游乐语又称越南话，讲于澳洲布里斯本。And I said to the girl next door, I wish I live here. From the airplane, the view was so beautiful, so green. What would you like to drink? What is very Australian? Orange juice. If I could just say on behalf of everybody who is assembled here, and you must understand that there are many followers that you have in Brisbane. The first time I saw him. And the immigrant community here in Queensland is very strong and very closely linked. Yeah. And so I was asked to be of assistance in welcoming you to here because this is the state that I represent. Oh, yes, of course. And to say to you that we are very honoured and flattered that you could find the time to come and to speak in Queensland and to bring your message to the people who are here, not just the immigrants, but everybody who wishes to come along and hear you. And I think in a world that is so full of division and hate and war, that a voice of peace and happiness is so very, very important. Very, very important. I'm trying my best. And I understand that you have two speaking functions in Queensland and that you also have some time here as well, which we hope you'll very much enjoy because we all feel that Queensland is a very, very special place. Beautiful. Everybody likes to be in Brisbane. Yes. Yesterday I asked this Australian guy, you know, I said, you know much a little bit now more than the people here, so please come back and take care of the new followers, new initiates. So he said, yes. And I said, you're born in Melbourne, so it's all right. He said, no, Brisbane. Please, I come to Brisbane. He chose it last night, right? So today I agree with you. I said, I wish I live here. Is that right? Probably that's why everyone would like to come here and immigrate. The immigrant race is very strong here. Yes, it's a smaller community, but much more closely knit. Oh, yes. And in Brisbane, in the Asian community, the people here are very fortunate. It's a very attractive place for people from Southeast Asia because of the climate and because Queensland. Is it better than Sydney? Oh, yes. People told me Sydney is very good best climate. It's wonderful. Oh, yeah. Maybe I come and stay here. Find Queensland. Yeah? Okay. I'm very tempted now. Is the land not expensive here? Not only. Not only inexpensive? But beautiful. I thought beautiful land may be expensive, that's why. We have a lot of. Yeah? Okay. Maybe I take a small piece for me. Oh, it's beautiful. I'm very tempted here. Yeah. And the peaceful atmosphere is very important. I thought already the places I saw is already wonderful. But here you say it's even more beautiful. Even more beautiful. Yeah? It's so fantastic. Your people here are very lucky. There have been many in other many countries and they're not as fortunate. You know if you have trouble, you know it. Australian people must have worked very hard, I mean conscientiously, to keep their country in such a beautiful and good order. Yes. Do they work hard? On the whole, yes. But I think perhaps most Australians could learn a little bit from our Asian community as well. The children have been so successful. They've migrated here recently. Oh, they're all very, very successful. In school? In school and university. Mm-hmm. Yes. Many of them are also successful in America also, and they have many awards. Yes, best students in scientific and mathematics and many things.
I have read on the newspapers. It's very similar here. And many of them are now, many of the people who came from Vietnam as refugees are now doctors and lawyers and engineers and contributing to the community. Very good. Contributing to the country. It's very, very good. You see, that's why many of the Vietnamese refugees, they are very eager to come out of the camp because they want to use their talent to contribute to the world instead of sitting there and having to rely on some charitable fund, which they feel, most of them feel very ashamed of. Just very, very unfortunate that they have to be in such condition. Otherwise, they're very good, most of them, and they're very hardworking, intelligent, very intelligent people. It is increasingly more easy for people to settle here and to be accepted and to make a contribution, and the contribution that has been made has been wonderful. Mm-hmm. Yeah, of course, everything takes time to develop, and people takes time to understand each other. And yes, the Asiatic race of people probably first came, had a little difficulty in communication. And the English they spoke probably is not very well groomed. So, and of course the mentality of a different background, probably that caused the misunderstanding in the first place. But then at the time, as the time go by, both learn from each other's goodness, and of course they get along well. Since I have been in your country, I have never sensed a little at all of the racist mentality here. No, it's not at all. Fortunately, yeah, receding very quickly. Beautiful, beautiful, and none of the Vietnamese or Chinese or immigrants I met have ever complained to me about the discrimination in your land. They say they're very wonderful, friendly people. They even advertise that I should come here and stay because it's a good land. And I in turn advertise to other Chinese, you know, big business people in Singapore. I say, you come here, land is so big and inexpensive, people friendly, and you can even make a company, I heard, for $2. Yes. It's such a democratic country. It's very easy, it's not easy to find in another, in the world. So I tell the Chinese, if you want to make a business or you want to find a peaceful place to establish your enterprise, come here. I think Australia is good for you. I talk on the phone, you know, just because some of them are very enthusiastic about finding a good country or something. So I advertised. I didn't know much, but I just felt. I just felt that this is so beautiful. Here you have vast heaven. And your government is still open, have still open policy for the people to immigrate? Well, we see people who can contribute. Ah, yes, yes, yes. Obviously, a lot of people wish to come. Yes. And we try to find the best. Yes. And allow them to come in the country. I don't care. Rather than just open it up to everybody. Right, it's good. But other than that, there is no bias on who is allowed to come. Ah, that's very good. Maybe I immigrate again. I think we'd be very lucky if you did. Yeah, I'd be very tempted now. I just feel probably I would stay here. I just feel it's a place I would stay. And I saw it so beautiful. Probably the affinity is stronger here. I have more affinity with Queensland. While we have so many people here, would you like say anything to the people, or would you like an opportunity for them to ask you questions? Sure, yes. But after you both have finished, after you have satisfied yourself, yeah. I'd just like to welcome you here to the country. I think that you're going to bring something wonderful yourself to the country and enlighten perhaps many people shall hear you, and that will be very wonderful. I myself would like to
photograph you, perhaps. Yes. Later, a little later. Yeah. Okay. After people have asked yes. questions. Right. And when we speak further at other venues, there will be more people there that will go further into the story in greater depth, perhaps, than here now. Right. And you're of course welcome to ask any question you wish. Yeah. Mấy người lại đây. Em muốn gặp sư phụ thì lại đây. Tại giờ nãy không có được dân hoa vậy, sao lại đi chứ không thôi là buồn chứ. Không sao, không kể nữa, để họ lại đi. I said I didn't have the opportunity to give me flowers, perhaps they didn't feel very well, very good, so I just come here now. I didn't ask for the flowers, but since you have them, please come, otherwise you'll feel very miserable. Is this it, Ram? Yeah. Oh, you have a dozen? Sư phụ cũng mừng quá. Cảm ơn cô. À, okay. Cái này bác mua hả? Hay là bà Sáu mua? Bà Sáu mua. Sao bác bán đi giá lên lại một mạng? Bà này biết rồi hả? Thank you. Thank you. I have no place for this thing. Đi trên máy bay rồi. Thôi bác lên nhà bác che nha. That's good. Anh sư phụ cứ che một cái rồi đưa cho bác nha. Cái này Việt Nam hả? Việt Nam hả? Vietnamese hả? No. What is it? Vietnamese. Ở đây để cho ông. For my keep it and look at it. So you remember me. Con nhìn nó phát ra ha. Bây giờ lại lấn kèo đi ha. Nếu muốn hỏi gì sư phụ thì nói tiếp tục ha. Được nhiều. You can eat a lot but brush your teeth afterwards. Có thể ăn rồi thì phải răng răng, nghe không? Ông nói này răng nó hư. Yeah. You're welcome. You all speak English? Yeah. Right. That's good girl. Good. Yeah. Take a lot of your time. Yes. You've got as much as you need. Yeah, and then Now we give him a basket later. Let everyone come.
I said, I have not decided anything. I just admire the land. I wish to stay there. I don't know if God gave to me this. And you save them and eat them once a while with your tea. All right. My father, with the yellow. And somebody bring it for him later outside. Okay. How it? You will put there someone to take it for you. Because you are in uniform. This one together. Yes. Later, somebody escort him to take it with him. Come, you know, come in, huh? Do you have your parents here? With you? Yes. Oh, fine. Very beautiful. Oh, you like it? Anything. I decorate. This flower you share with each other. I don't bring it. So we go back to the center. You are also invited. Thank you. I must work later to see. Oh, yeah? You always work in the evening? Yes, always. Yeah. Only evening. I know the day as well, which the evening is bright. There are no disturbances. No disturbances? Oh, yeah, that's right. Oh, I'm also evening people. The night I often don't sleep. Yes. Until 2-3 in the morning. It's so much quieter. Yes, it is a concentration. Yeah. Mostly you have to go around and see people a lot, huh? A lot of traffic. Only in Australia or also outside? Mainly just in Queensland. I would probably travel about $2,000 a week. Wow. In your car is all right? Oh, by plane. By plane. All right. Okay, I'm happy that Brisbane has such a young, handsome, good heart. Thank you. And I'm just honored to have the opportunity to be here. I don't know why. I don't know why everyone can see me. But someone in a high position is very seldom take time to see such a, I don't know, common lady like me. I think it's something very special. Yeah, I'm poor for that perhaps. Yes, yes. And it takes a deep reflection to sense that. Most of people in high position are very busy. Busy with the outer duties now. Mostly they would not do that. It's a problem. Some of them would. I have many good friends in high office. Okay, have a nice mission. You have to work there for. You can come to us. When we're finished here. Yeah. We're going back to the center now? Yes. When you're ready to leave, I will. Okay. Wouldn't you come to our place to eat Chinese food or something? No, I've got together. Another time, perhaps? You have time, just pop in, have some dinner and go. Thank you. Unfortunately, I go down to Canberra. Canberra, oh, yeah. Just for a meeting, important meeting. If you know anyone, just say hello for me. They don't know me, but say hello anyhow. And I thank him for all the work that they have done for the country and then for looking after the Vietnamese community as well as the immigrants of different nationalities and very impossible. Well, I shall make a speech in Parliament to that event. To say that? Yes. Okay, please. I'm very sincere in my gratitude. Yes. Because I have seen how happy they are and how free they live their life. How relaxed they are in their work and all manners. Because here they don't have much pressure. And how you feel? How you feel pressure?
I've been traveling in a lot of countries, bigger countries, or probably a country, a stronger country, but the peacefulness in this country is very apparent. And even though I'm a very anonymous person, but please convey my thanks to the people in Parliament and to the government, if possible, because I have no chance to say that. I certainly shall. Because I have talked to many Vietnamese people, at least the Vietnamese and the Chinese, they're very, very happy here. And they say they're very, very fortunate. I quite agree with them. And for, on their behalf, I would like to express our deepest thanks to your government, to the parliament people, and to the Australian people on their home. We thank you for coming to Australia. I would like to get but since you are here, I just wish to convey my heartfelt thanks to the Australian community. And Australian people know that. I always told the Vietnamese people and the Chinese very lucky to stay. In this century, and there are so much trouble, and I don't know how we have such a country. I can't believe it. It's very beautiful and peaceful. So try to keep it the way it is, huh? Or even better. So thank you for coming and taking time with us. Thank you. Thank you very much. Thank you. Một năm rồi hả? Chín rồi. Rồi vậy hả? À, thành Phật rồi phải không? Chưa. Mấy em nhỏ nó có nói tiếng Việt Nam được không? Được hết hả không? À, ok. Một năm gần năm rồi hả? À, người Tàu là tốt lắm. Đối với sư phụ rất là thành tâm. Đi đâu cũng thấy có người Tàu đón rước lòng động. Hả? Hôm qua sư phụ hôm kia mấy tuần vừa rồi đó, sư phụ đi Melbourne á, thấy không? Có người nào nói tiếng Anh thật giỏi mà có thể dịch được không? Không được hả? Thường thường mấy vị thầy người ta nói có một thứ tiếng mà tiếng địa phương thôi. Ví dụ như ở Huế thì nói tiếng Huế thôi. Mà ở miền Bắc thì nói tiếng Bắc thôi. Mấy ông thầy Ấn Độ thường thường vậy đó, họ nói tiếng địa phương của họ là mình nghe không được gì hết. Mà tìm người dịch cũng khó lắm. Thành ra những vị ở Ấn Độ cũng có một vài vị thầy rất là khai ngộ, nhưng mà không có đi ra ngoài công chúng để nói chuyện. Thầy kiếm thông dịch viên mệt lắm. Ở bên đây đời sống mắc mỏi gì không? Tốt không? Cũng thường hả? Làm ăn có công ăn việc làm tốt hả? Rồi nhà cửa rẻ không? Hả? Mắc vậy hả? À, mắc mà sao nghe nói quý vị muốn xây cái chùa long trọng để đón tiếp mấy người. À sao? Khách đến là cho nó vui vẻ hả? Có không? Nhóm có mấy người thôi mà còn đòi trèo non lặn biển làm cái gì? Thôi thì mai mốt từ từ mà ha. Chừng nào mà có tài chánh dồi dào á, nó thuận á, cái trời Phật cho mình cái tự nhiên nó đến hả? Còn không có thì mình ở đâu mình dùng cũng được, cái lòng mình trong sạch thì thôi. Lòng mình thanh bạch, giàu có ở bên trong, thiên đàng ở bên trong của mình sung sướng vui vẻ. Còn nếu như nhiều người họ tới đây chắc nó mò chê chỗ mình không hay thì thôi, chắc không có duyên á. Lại để tìm đảo đâu phải tìm nhà lâu đâu, phải không? Sư phụ ở Đài Loan bây giờ sư phụ trồng cây luôn, không có xây cắt nữa. Rồi sư phụ nhà cũng dẹp luôn, nó cũ rồi, nó dẹp luôn, không có thèm xây nữa, ở lều cho rồi cho mệt, cũng giống như hồi xưa original. Lúc nào mình có thì mình làm mà hả, không có thôi, không có lật đật chi hả. Có cái chỗ gì là rộng rãi thì tốt lắm không? Mới đến chưa có gì hết trơn à. Sư phụ chưa có qua lần nào hết. Mà có chỗ cộng tu rồi đồng tu đông đảo, ấm áp vậy. Sư phụ thấy cũng mừng. Mà tu hành cũng rất là sạch sẽ. Có tiến bộ, mặt mày sáng sủa.
Mai mốt xây chùa hả? Nhỏ này muốn xây chùa phải không? Ừ? Không hả? Bây giờ quý vị tu cái nhà này tốt hơn sư phụ nó thật có đèn đồ ngon lành nè ha. Hồi sư phụ mới đi tu đâu có như vậy. Ở cái nhà bằng gì đó, bằng không phải bằng ngói, làm gì có ngói. Không, lá, nhà đất. À, nhà đất cái trên núi mà Lạp Sơn mà đất nó, chắc nó ở lâu rồi bị dế rồi nó đục lúng lỗ tùm lum. Mình ngồi trong phòng đó mình thấy trăng sao rồi đầy đủ. Dòm lên thấy trăng, dòm qua bên phải thấy sao, dòm qua bên trái thấy mặt trời. Có phòng cũng như không. Người Việt Nam mình tri túc tiền túc ha. Tốt hơn. Người Tàu họ tốt lắm á. Thế nên họ đi đâu họ cũng thành công. Ở bên Sydney sư phụ cũng mới nói rồi. Sư phụ đi qua Melbourne á. Melbourne có cái cô đó người Tàu á mà chưa có biết mặt sư phụ á. Mà nghe người Tàu khác giới thiệu thôi, nói sư phụ lại đó, cứ kiếm chỗ ở cho sư phụ đó, làm cái nhà cho lớn, cái nhà cho lớn đừng đồng tu lại khỏi có phiền phức. Nhà có công viên bên ngoài vườn rộng đó. Thế nó ok liền. Con cái vợ chồng xách vali, xách quần xách áo đi ở bên nhà của anh em. Họ để nguyên cái nhà cho sư phụ. Cho sư phụ với mấy cái group của cái nhóm của sư phụ á, hoặc là đồng tu lại cộng tu đó. Mà không có đòi hỏi cái gì, không có điều kiện gì hết. Tiền muốn trả mình trả tiền nhà đó, với lại mình trả tiền điện nước lăn điểm chết đó. Chưa chắc là lấy. Rồi đó là một chuyện. Rồi bên Sydney nữa. À cũng đi qua đó chân ướt chân ráo nữa. Học trò thì nó cũng đâu biết ai bên đó đâu, toàn người Việt Nam không, người Tàu cũng không bao nhiêu. À, rồi cái có người Tàu, họ quen với người Tàu. Họ nói sư phụ tu qua, không phải, là không phải sư phụ của người đó. Quen với người đó thôi, hiểu chưa? À, học trò quen với người đó, rồi người đó quen với người đó nữa. Ba bốn lớp như vậy. Họ nói sư phụ tu qua cho ở đi kiếm nhà, kiếm ra. Nó nói là nhà tôi ở, à, nhà rộng lắm. Nhà có ba mẹ con, một người mẹ, hai đứa con. Ông chồng đi làm xa, dọn hết đem ra hotel nó ở phải không? Ba mẹ con đi ra hotel ở. Ra hotel ở xong á, rồi nhà giao hết cho sư phụ. Chứ mấy đứa không có về coi gì, không có check in check out gì, không coi thử mình có làm gì vậy. Và không có làm, hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà người Tàu họ giới thiệu với người Tàu thì vậy mới được. Tại Tàu họ có cái tính tốt như vậy. Ai mà Tàu với nhau nó giúp đỡ, cái này người Việt Nam mình cũng biết mà, phải không? Hey, thành ra họ đi đâu á, họ cũng rất là phồn thịnh, họ giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên chị ngã em nâng vậy đó, tay này giúp tay kia, cái họ giàu có. Anh sư phụ hồi nãy cũng nói người Việt Nam Sydney nên học cái những cái tốt của họ như vậy. Mà giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau. Bao lâu mà người Việt Nam mình mà học được cái đó thì chắc được lắm ạ. Chắc giàu lắm á. Thành Phật không biết chứ còn công việc làm ăn đó trôi chảy ha. Người Tàu họ có cái đoàn kết, họ thấy ai Tàu mà gặp Tàu lai lao một chút họ cũng rất là giúp đỡ. Sư phụ đâu có Tàu gì đâu mà có học trò Tàu nó cũng giúp đỡ. Học trò Tàu rồi mấy người kia Tàu giúp đỡ học trò Tàu của sư phụ, hiểu chưa? Rồi sư phụ nói tiếng Tàu nữa thôi họ nó mê chết luôn rồi. Thành ra người Tàu họ tốt cái chỗ đó đó ha. Chứ còn nếu không ở xứ Úc mà mình muốn kiếm một chỗ đừng cho rộng rãi rồi đậu xe rồi nó tiện đó, rồi có người ở đó quét dọn hoài nó cũng hơi khó đó. Ở đây mình tới mình tu thôi, không có trách nhiệm gì hết. Em biết cũng biết lòng tốt của họ chứ hả? Mặc dù không phải là cái nhà cao 7 tầng gì nhưng mà sư phụ thấy cũng tốt, sạch sẽ quá trời rồi, phải không? Nên đi xách quần xách áo tới ngồi thiền thôi rồi xách đi về thôi. Có làm gì không? Có bắt làm gì không? Không có. Lau nhà rồi không? Sướng quá, là một phước đức đâu mà giữ vậy trời. Chắc tu 7 kiếp rồi hả? Thành ra mướn một cái chỗ không phải là vậy. Quý vị có phước lắm á chứ. Có ngồi chỗ đây yên ổn như vậy là cũng đỡ lắm á. Thường thường người Tàu họ biết cách tổ chức hơn, họ biết cách gì đó sắp xếp quan hệ này kia. Cái người chủ nhà đấy là học trò sư phụ lâu lắm rồi đó, ở bên đó cũng làm liên lạc viên nữa, ai cũng kính trọng hết á.
qua đây cũng đi làm ăn rồi cũng làm linh việc riêng nữa. Rồi cũng cháy cũng ở đây chăm sóc cái đồng tu nữa. Họ tu hành cũng được lắm. Quý vị ở đây tu vậy là cũng tốt lắm. Mới đi tu rồi cái gặp người đồng tu cũ mà lâu năm rồi nên là cũng đỡ lắm á, phải không? Họ biết cách chăm sóc. Họ có lòng thương yêu, họ kính trọng sư phụ, họ kính trọng quý vị luôn. Nên sư phụ hy vọng rằng quý vị ở đây tàu cũng như việc hợp sức nhau, thương yêu nhau làm việc ha. Rồi coi hoàn cảnh nó như thế nào thì mình sắp xếp như thế đó. Cho nó hòa thuận với nhau ha. Sư phụ thích ở nhà riêng hay đồng tu gì đó, miễn là đồng tu tới được là thôi. Bất cứ chỗ nào mà có cho chỗ rộng cho đồng tu đến là được. Rồi đậu xe rồi người ta không có phàn nàn. Cái đó là tốt. Cái chỗ đó sư phụ kêu bằng cái chùa tốt. Ở Sydney sư phụ cứ thấy có cái nhà khác, cái sư phụ chạy tới nhà đó ở cho rồi. Mà nhà người đó không có quen vậy. Để mình rồi mình cũng kêu bằng bù đắp lại tiền cho anh ta. Nhưng mà không phải nó vì tiền nó cho sư phụ ở đâu. Nhà anh ta nhà giàu lắm, gì cần tiền. Nhà giàu lắm. Tại vì kính trọng sư phụ, cái bắt con cái dọn đi. Ba mẹ con vô hotel ở, vô lữ quán ở, đặng mà nhường cái nhà cho sư phụ và đồng tu lại cùng tu. Nhà nó có chứa được lại cùng tu là 200-300 người. Còn khi mà không có cùng tu thì sư phụ ở. Nó có hai tầng á, sư phụ ở trên thì nó hơi yên tĩnh. Rồi ở dưới đồng tu muốn lúc nào lại nó không có phiền phức gì. Người ta họ tốt vậy đó. Mà không có biết mặt sư phụ á. Thành ra sư phụ đi nói kinh mới lại coi lại cái vô cho gặp mặt sư phụ chút được không, vô dòm chút cái nói sư phụ hào vậy rồi cứ đi ra. Hỏi sư phụ mình giỏi không cứ nó đi ra thôi. Nói người tàu họ tốt hả. Thưa sư phụ, hôm bữa sư phụ tới Sydney á, là có hai thằng con, mà một thằng lớn á thì được gặp sư phụ, thằng nhỏ nó không được gặp. Rồi sao cái hồi sớm á đưa sư phụ ra phi trường á, nó ở nhà nó nói với con 3 ngày con không có được gặp sư phụ. Tại sao không cho nó đi gặp? Tại vì lúc mà sư phụ phát bánh gia trì đó, nó mắc kẹt cái dưới này, nó không biết sư phụ ở đâu hết. Nhưng mà 3 ngày tại sao không cho gặp sư phụ? Dạ nó có tới gặp nhưng mà nó không có được đến gần sư phụ á. Tại sao không được đến gần, ai cấm đâu? Tại lúc đó sư phụ bận quá đó. Bận đâu, sư phụ chạy tới chạy lui hết chỗ này tới chỗ kia. Sao nó đi ra phía trường nó được sư phụ ôm, nó mừng quá. Vậy thôi đó, trời ạ. Làm hết hồn, tưởng đâu có chuyện gì hồi hộp muốn chết. Tưởng đâu cũng không được gì hết, chắc tôi phải đi lại Sydney coi gặp nó hay sao đây. Nghe hồi hộp thế mồ thôi được rồi ha. 5 tuổi hả sư phụ? Hả? Dạ. 5 tuổi hả? Dạ. Nhỏ mà nó chạy, nó nhất định nó len vô trong cái đi qua cái hàng rào cảnh sát cái chung vô đó hả? Dạ. Vậy mới được. Dạ. Khi nào mình ước muốn một cái chuyện gì mà giống như đứa con nít nó muốn như vậy là mình được. Mình mà mình muốn đạt được cái trí khai ngộ của mình mà mình muốn y như vậy á là mình được. Chứ còn muốn nữa, không muốn nữa rồi muốn nhưng mà hả không những mà lại còn hả. Vì vậy cho nên chẳng lẽ rồi sao nữa. Dạ cái thằng đó nó mến sư phụ lắm sư phụ. Mỗi lần mà nó bệnh hay là cái gì á là nó ôm sư phụ, ôm cái hình á, ôm hình rồi chứ ôm sư phụ đâu. Nó ôm cái hình nó ngủ sư phụ. Sư phụ cảm thấy được, Dạ cảm ơn sư phụ. Nhưng mấy bữa Sydney thì sư phụ cứ chạy tới chạy lui mấy cái nhóm của người Việt Nam, không một lúc nào rảnh là chạy tới thăm người Việt Nam, sao không cho nó lên. Dạ mà nó ngủ sư phụ, tại đi khuya quá, đêm nào cũng khuya ha. Mấy bữa nay khuya mà ha. Sư phụ cũng thức khuya, ngủ nghe gì đâu. Hôm qua nói chuyện người Việt Nam 3 giờ mấy mới về mà. Về tới nhà rồi này kia rồi 6 giờ cũng có chuyện khác làm nữa, rồi 6 giờ mới ngủ. Cái sáng là dậy làm hành lý rồi hả, đánh phấn thoa son rồi cho đẹp rồi cái đi. Dạ thưa sư phụ, con với chị Phúc thật là may mắn còn 2 cái vé máy bay cuối cùng chạy theo chứ ông Hành nói có 5 người nữa chạy theo mà. Dạ thưa, còn có 2 cái cuối cùng mà hai đứa con lấy được. Vậy hả. Dạ. Hình như 5 người kia không có lại, chắc sau mai mới đi, mai mới lại. Có 5 người nữa, 5, 6, 7 người gì đó. Họ có đặt sẵn vé rồi. Là ngày mai chắc mai lại thăm sư phụ. Chạy theo mà, đưa tới cùng. Đuổi theo tới đích. Rồi bây giờ cái trung tâm cuối cùng của Sydney đó được chưa? Muốn được nửa ngày hả? Dạ. Làm gì làm cũng phải 1 giờ phải trả, phải tránh chỗ cho người ta vô làm gì. Đúng vậy hả? Vậy đó, thường thường vậy, mướn chỗ công cộng là vậy mà mắc lắm.
mà không có được mướn nhiều, mướn mấy tiếng đồng hồ thôi mà mắc cái mồ. Rồi, có thì mua không có thôi mà, không? Một tuần mướn nửa ngày đủ rồi, mướn chi cho nhiều. Hả? Bây giờ chưa ngủ, chắc không có chỗ ngồi. Không chỗ ngồi. Hôm qua đồng cô nói chắc phải thiền đứng á. Chứ thì... ngồi không có chỗ ngồi. Thiền đứng. Làm kiểu mới mà đâu có sao đâu. Đứng coi rồi người nào ngã xuống biết liền. Mà biết đạo tâm không có kiên cố, không? Đứng ngủ không được thì rất cái rầm xuống là biết rồi, bằng thôi thôi tâm Bồ Tát ra hả? À, hay là luân phiên với nhau đó, thí dụ mà không được một cần mướn có nửa ngày sao luân phiên ai tội nghiệp không, hồi ráng chịu đi, ai biểu muốn tu gì tôi đâu bắt ép đâu. Ừ, sư phụ ở đây nó cũng rẻ. Ừ, tôi cố gắng thì có thể được, được. À, chắc nghe nó rẻ rẻ mà ha. Ví dụ như cái nhà cỡ này bao nhiêu tiền? Con cái chỗ đất này mắc lắm sư phụ. Nhưng mà ở đây thì sao nghĩ, mắc? Dạ con nghĩ nếu mà đồng tu sinh đây mỗi một người á, để dành 1.000 đồng bạc thì họ làm cái thiền đường nổi à? À vậy hả? Dạ một người làm ngày cũng 70 đồng để dành đồng đâu có nhiêu. À. Dạ thì họ làm được cái thiền đường. Tới đây đâu có ai coi tiền nhà băng bao nhiêu đâu. Tu không lo tu ở đó giàu giàu nghèo nghèo. Tu ngồi đâu tu cũng được, ngồi trong toilet tu cũng được, cái gì chỗ nào? Mấy người học trò sư phụ nhiều khi đi lính á, rồi ở chung phòng với mấy người lính khác không có tu được phép, không tu được ổn, nó chạy vô toilet đóng cửa ngồi trong tu, thấy Phật thấy trời đâu có sao đâu. Ngồi chỗ nào tu không được, mình tu tâm mình chứ đâu có sao, có chỗ nào mà tu được đó là chỗ đó là bên trong sư phụ của mình an bài cho mình á, chơi tới chơi lui mai mốt không có chỗ nào hết, đang chịu. Trời ơi thiệt là kêu mọi gì cao chơi ngỗng thấp chơi lùng. Béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra. À. Sư phụ hồi mới đi tu ngồi nhà đất ở trên Himalaya Sơn, đâu có nhà cửa gì đâu. Nhiều khi nằm ngoài đất đi ngủ, cứ ngủ lạnh lẽo rồi. Có nhà thì thôi mưa dột rồi tùm lum ướt át, đâu có nền xi măng dày mà ngồi. Cái nền đất nó ướt át rồi trải cái tấm ni lông cho nó khỏi ướt rồi trải cái tôi ngủ lên thôi. Như vậy cũng tu được. Sư phụ hồi đó không biết chê là cái gì à? Tại sao lại phải dòm bên ngoài vậy? Nếu mình nhìn bên ngoài nhiều quá mình không có tiến bộ nha. Chứ không phải ai la lối gì mình nha. À, mình muốn nhìn đâu cũng được. Nhưng mà nếu mình nhìn bên ngoài nhiều quá đó mình không có tiến bộ. Thấy cái đầu óc của mình cứ dòm bên ngoài không à? Hả? Khi nào mình dòm bên ngoài mình thấy vậy nhưng mà mình không để ý là tốt. À, khi nào mình cũng như mình thoa son đánh phấn mà mình không có cảm thấy gì hết. Hiểu chưa? Không cảm thấy hãnh diện hoặc là không cảm thấy có son có phấn gì hết. À, hoặc là mình thấy cái nhà cửa người ta sang trọng nhưng mà mình nghĩ đó là của Phật trời cho mình. À, mình không ham muốn gì. À, mình thấy nhà người ta nghèo hoặc là không có sạch sẽ. Mình thấy cái đó cũng là cái duyên để cho mình tu phép nhẫn nại. À, không thấy gì. Vậy mới là tốt. À, mình biết lúc đó mình biết mình tu được. À, chứ không phải nói người nào phải, người nào không phải, thấy không? Tất cả những cái ngoại cảnh đều là cái sự đo lường. Cái gì cái cơ hội để cho mình đo lường cái tâm của mình, coi mình nhận tới mức nào rồi, mình tu có tiến bộ tới mức nào rồi, cái ngoại cảnh có ảnh hưởng tới mình tới mức nào rồi hay là bớt rồi. À, vậy là tốt. Còn nếu không mình biết mình tu chưa tiến bộ hả? Nhưng mà không sao, ai mới tu cũng vậy thôi, phải không? Ừ, mới tu cũng vậy thôi hả? Dạ chi đó bác. Con xin thưa hỏi với sư phụ. À, cũng như con là ăn chay và con là đệ tử của sư phụ rồi đó. Rồi thí dụ như có một vài người mà chưa có phải là đệ tử của sư phụ đó, người ta muốn tìm tới để hỏi đạo của sư phụ như thế nào. Tới nhà bác. Dạ, thì con có cái bổn phận để giải thích cũng đúng như rồi. Theo ý con hiểu mà sư phụ đã giáo hóa tụi con. Thì như vậy đó, con xin thưa với sư phụ, thí dụ như cái người đó mà người ta chưa có ăn chay đó, người người ta tới đó thì con tiếp không? Tiếp chứ không tiếp. Dạ. Rồi sao? Chứ đâu có phải mà kêu người ta về nhà ăn chay ngày rồi mới lại tiếp ha sư phụ ha? Đâu có đâu. Ai biểu gì kìa? Dạ. Có không? Có người nào nói vậy không? Dạ thì con hỏi sư phụ để cho con đừng có bị nhầm lẫn như vậy. Nhiều khi con cái trình độ con chưa có tới đó sư phụ,
Thành ra còn nhiều khi con nghĩ vậy, cái con nói kêu người ta về nhà ăn chay rồi trở lại trời mới tiếp. Thành ra con bữa nay con hỏi sư phụ, rằng con học thêm sư phụ. Có dạ, được, không có sao. Cảm ơn sư phụ. Có gì. Thí dụ như mà trường hợp họ không có ăn chay nổi thì mình mời họ đi nhà hàng cũng được. Chứ mà nếu mình bắt buộc người ta quá, người ta chưa biết gì trơn, rồi đùng cái chưa có hiểu gì trơn, mới vô nghe cái tên Thanh Hải không có, về nhà ăn chay đi. Hết hồn, hết hồn. Mình sống ở thế giới này phải nhẫn nại chứ. Sư phụ biết là quý vị ăn chay rồi, nó cái tâm nó thanh sạch rồi đó. Nhưng mà mình phải ráng vượt qua cái đó. Sau này mình lâu rồi mình cũng quen đi, khi mình không thấy ăn chay mặn nó khác nhau nữa, nhưng mà mình vẫn giữ ăn chay. Mình vẫn biết ăn mặn không có tốt cho sự tu hành, nhưng mà mình không có trách cứ người khác. Mình khuyên được thì khuyên, không khuyên được thôi. Mình ta tới nhà mình phải tiếp đãi long trọng chứ. Tiếp đãi long trọng chứ, đâu có nói ăn chay liền được. Sư phụ cũng bắt tay chào hỏi chứ, không lẽ ngồi đó nói ông ăn chay không, ăn chay chưa, ăn chay bao lâu rồi. Ông về ăn chay đi rồi tới nói chuyện tôi. Thì cái mình tu hành mà tự mình biết mà phải uyển chuyển như vậy. Thế mà ngây thơ quá vậy, trời ơi, lớn rồi mà nhỏ ngây thơ dữ vậy. Không có chi, còn hỏi gì nữa không bác? Rồi thôi, ok. Thí dụ như bác hỏi sáng sư phụ nói lương như ăn chay ở ngoài đó, rồi cái đi tới nhà người ta ăn mặn rồi cái hỏi người ta có cái gì chén mới, dĩa mới không, rồi có đũa mới không, rồi có nồi mới không, rồi lò mới không. Thôi ai chịu cho nổi mình ha. Mình ăn chay, mình tu hành mà mình nhẹ nhàng ha. Vậy là biết sẵn sư phụ nhớ cái chuyện đó luôn. Có người vậy đó, mình tu hành không có nên cực đoan quá. Rồi sẵn dịp đó mình mới có dịp mình nói chuyện ăn chay lợi ích, tu hành lợi ích cho người ta nghe. Mà người ta không nghe thôi, không nghe thôi, tại người ta có quyền. Với lại cái trình độ mỗi người nó mỗi khác. Nhiều khi người ta không ăn chay nhưng mà người ta có lòng lành thì cũng tốt lắm vậy. Ăn chay lòng á. Nhưng mà không phải là mình nói vậy rồi cái mà rồi nó nói sư phụ biểu mình khỏi ăn chay cũng được, làm lành đủ rồi, không phải. Trình độ mỗi người nó mỗi khác, phải không? Xin cảm ơn sư phụ. Dạ không có chi, quý vị hỏi gì nói nữa đi. Kính thưa sư phụ, thí dụ như con ăn chay mà trong nhà con có một người ăn mặn, như vậy thì con có bị nghiệp chướng không sư phụ? Rồi những cái chén của đồ mặn có bị nghiệp chướng không? Cái gì đâu thì đồ chén bát của bác cũng để đi con ăn. Còn chén bát của họ đi sư. Thưa sư phụ, con muốn hỏi tới danh từ vô thượng sư. Vô thượng sư là cái trí huệ của người tu hành. Vô thượng sư là ông cha mẹ của mình á, cha mẹ thượng đế của mình đó là vô thượng. Mình thì con cái của thượng đế thì mình cũng là vô thượng sư. Cũng như anh là Nguyễn Văn A thì con gái của anh là Nguyễn Thị B. Cái tên họ Nguyễn mà cái họ của mình họ vô thượng sư, thấy chưa? Đúng rồi, đúng đó. Vậy để nhắc nhở đọc cái tên đó là và nhắc nhở cho mình biết mình là vô thượng sư, mình có vô thượng sư bên trong á, chứ không phải đọc cái đó để mà kính trọng sư phụ. Đọc như vậy để mà nhớ chứ trí huệ vô thượng của mình, hiểu chưa? Nhớ cái trí huệ sáng suốt của mình. Đó, mỗi lần đọc cái đó là cái tầm thức của mình tự nhiên nó gợi lên. Nhớ cái vô thượng sư của tại mình. Khi mà tu hành đạt tới mức độ đó, tức là mình đã khỏi cần đạt, chưa đạt cũng có rồi. Chưa đạt cũng có rồi, tại không biết mà thôi. Mỗi người đều có Phật tánh bên trong. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, là ý như vậy. Nhưng mà đều có Phật tánh bên trong rồi, tại không biết thôi. Chưa tu cũng đã là vô thượng sư rồi. Vậy thôi. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, là ví dụ như con là một đệ tử đã truyền thầy mắng rồi, đã đang tu theo cái pháp môn Quán Âm. Bây giờ nó có một cái người chưa là đệ tử, họ ăn mặn ở ngoài đó. Thì khi con nói chuyện với họ hay là con bắt tay với họ, hay là chung đụng ngủ chung với họ chẳng hạn. Ngủ chung hơn chi vậy? Ví dụ bạn bè đó sư phụ, thì như vậy là cái nghiệp chướng nó có vô hình đó, nó có truyền không? Có dính chút định á. Không sao đâu, mình tu hành là để mình ban phát cho thế giới mà, hả? Họ, nếu họ lấy được chừng nào cho họ lấy chứ, mai mốt về mình xin lại ông trời ông cho mình lại, hả? Xin vô thượng sư mình lại chứ bây giờ tránh sao được, phải không? Ví dụ tối ngày mình ăn cơm ăn cải đó, họ tay chân họ cũng rời vô đó rồi, họ chăm sóc cải cho mình rồi, họ cột gói cho mình rồi, bây giờ mình ăn vô sao không dính được,
Thành ra người một người tu hành năm đời mới siêu thoát là vậy, nó có liên hệ với nhau, là anh em bạn bè người nào mình thương mến thì cũng được phước lợi là như vậy. À, còn người nào mình ngồi gần, nhiều khi họ bệnh hoạn, mình ngồi gần mình ngồi thiền cầu nguyện cho họ, họ có bệnh hết và bớt đi hả, hoặc là họ vãng sanh một cách an lành. Phải chia bớt chứ không chia có kỳ quá hả. Mình không phải cố ý khoe khoang mình nói tu tu rồi anh được lợi lắm á nha, anh biết không anh phải cảm ơn tôi nha, không anh ngồi gần bên tôi là anh nghĩa là nhiễm cái nghiệp chướng cho tôi đó, anh biết không? Nhưng mà tôi nể anh lắm tôi mới ngồi đây. Rồi sư phụ tôi biểu tôi chia cho anh, tôi mới chia chứ tôi không có muốn chia cho anh, nói cho anh hay. Thành ra mình tự nhiên là được ha bác, tự nhiên đi à. Nếu người nào mà họ có duyên với mình á, trời Phật muốn ban cho họ phước lành á, thì trời Phật dùng cái qua cái điện lực của mình đó, qua cái sự tu hành của mình ban phát cho họ. Chứ mình cũng nên đừng nghĩ rằng họ nhơ nhớp hay là họ nghiệp chướng cái gì rồi nó chướng ngại cho cái tâm của mình hả? Họ có Phật tánh bên trong, mình ngồi gần họ cái Phật tánh họ nó khơi dậy một chút thì họ có phước báo dạy tốt cho họ, phải không? Còn nếu bổn thân mình mà nó có giảm sút một chút công đức đi nữa thì mình cũng kệ mà, phải không? Cũng kệ hả? Vạn vật động nhất thể mà à, họ có mình có thì tốt lắm hả? Rồi mai mốt thế giới nó càng ngày càng nâng cao lên cái thông qua cái sự tu hành của mình à, như vậy rất tốt. Về mình tu thêm, nếu mình thấy mà có chướng ngại mà có đau khó chịu gì mình về mình tu thêm bữa đó cho nhiều cho được liền. Ở đây sư phụ chưa có qua bao giờ, rồi cũng ít người, không phải người nào cũng thấy mặt sư phụ hết, mà vậy cũng tin tưởng tu hành, vậy là biết quý vị có trình độ cao, không có phân biệt cái bề ngoài của sư phụ. Mà biết sư phụ bên trong cảm nhận được sư phụ là như thế nào, tức là mình phải cũng gần gũi ông thầy lắm mình mới biết được. Gần gũi tức là bên trong gần đó, cái cấp bậc nó hơi gần đó, chứ không phải sư phụ nói là gần sư phụ, đó nó mới kêu bằng gần gũi sư phụ. Thành ra mình không có bị khảo té khảo ngã đó, thấy chưa? Cái dạng thi đậu rộp vậy đó ha. Như vậy không những nước Việt Nam được hạnh phúc mà rồi người Úc cũng được thơm lây, cũng được có phước. Tại vì sư phụ đã nói rồi, người Việt Nam và người Tàu á là ân nhân của thế giới. Tại sao? Họ đi khắp các nơi trên thế giới, chỗ nào họ cũng có họ. Rồi bây giờ họ cứ theo sư phụ họ tu hoài, thành ra nước nào cũng có người tu hết. Có nhiều nước không có người tu, ví dụ như Phi Châu có nhiều chỗ không có người tu. Bây giờ người Tàu ở đó họ cũng tu rồi. Họ tu rồi, tu theo phép sư phụ đó. Cho nên toàn cõi thế giới đều có cái quân bình của âm dương, có cái phước báo của trời Phật đem đến à, kêu bằng qua cái sự hiện diện của đồng tu của mình, thấy không? Thí dụ như minh sư Ấn Độ thì nhiều, hoặc là những minh sư cũng có chứ không phải không có, nhưng mà người Âu Mỹ họ tu cũng không có nhiều lắm, quý vị thấy không? Còn người Tàu với người Việt không có theo Ấn Độ nào hết, không có ai đi tìm rồi minh sư Ấn Độ, không có ai mà dụ dỗ được người Việt Nam với người Tàu hết. Mình sư phụ dụ dỗ được thôi. Thành ra sư phụ nghĩ rằng người Tàu và người Việt Nam mặc dù tiến lần tị nạn hoặc là đi di dân vì muốn làm ăn buôn bán, nhưng mà thật ra trời Phật sắp đặt đem cái nguồn sinh lực mới trải dài trải rộng cho toàn cõi thế giới, cho nên quý vị thấy bây giờ thế giới mình nó bớt khổ rồi không? Những cái chính trị gì mà phe phái gồ ghề đâu cũng sụp hết trơn rồi ha, cũng bắt tay nhau rồi bắt đầu xây dựng lại. Thì dĩ nhiên mới mà cái phần sụp đổ cái nền này làm cái nền kia thì nó cũng hơi lộn xộn, phải không? Cũng như nhà mình cũ rồi đó, mình kêu xe tới nó cái làm sập đi đó, thì mới sập xuống làm sao mà có nhà mới liền, phải không? Thấy nó lộn xộn, đất đai tùm lum, nhà cửa hố hầm á, tôn bê tông cốt sắt rồi đầy hết á, nhưng mà từ từ nó sẽ khá, phải không? Rồi mình đọc báo mình cảm thấy làm như nó cái sự thay đổi làm cho con người không có được ổn định, không có tốt cho con người, nhưng mà sư phụ không nghĩ vậy. Cứ mới mà, phải không? Nó mới đổi thế nào nó cũng lộn xộn, chưa có kịp tổ chức, mai mốt sẽ khác. Này, con người tự do là tốt nhất, chứ không phải tiền bạc là điều tối quan trọng trong đời sống, phải không? À, tự do đã rồi, tự do làm việc, tự do kiếm tiền, tự do kinh doanh, rồi tự do xây dựng lại. Chứ cái nhà mới đổ xuống, làm sao mà dựng lên được, phải không? Sư phụ, con có câu hỏi nữa là cái pháp của Quán Âm, từ thời kỳ Đức Phật Thích Ca trước đó nữa, dạ, trước đó nữa đó, rồi sau thất truyền đi và đến bây giờ thì sư phụ mới tìm lại được và quảng bá ra cho
cả nhân loại biết cái pháp môn này, cái pháp môn tốt nhất. Thì sư phụ có nghĩ đến cái mô thức về tổ chức từ ở trung tâm cho đến các nơi hay không? No. Không. Thuận ý trời là sống. Tổ chức gì cũng chết hết đó. Thuận ý trời là sống, hả? Mình cái tu tự nhiên cái gì nó tới, tổ chức làm gì, đâu phải làm chính trị, tổ chức. Đúng quan này, quan kia, công. Điều quan trọng là đồng tu phải hết sức thành thật mà tu hành. Tự nhiên cái gì nó đến, hả không? Tổ chức mà công, người này dành ghế này, người này dành ghế kia. Người nói tôi quan trọng, tôi khai quốc công thần làm mấy mệt. Sư phụ nghĩ rằng rất quan trọng là đồng tu của mình thành thật tu hành. Đối với lương tâm mình thành thật tu hành. Rồi những cái gì nó đến, tự nhiên cái phước báo mình nó dẫn tới. Còn nếu mà không có nữa thì thôi, nói thôi vậy được thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngày tối ngày đi Bình Bát đang mà tu hành hoặc là đi quảng bá thôi. Thì cái lúc đó cái số phận nó như vậy. Trời đất ăn bài như vậy thì ngài cũng chịu vậy. Ngài đâu tổ chức gì đâu. À, chứ đâu phải ngài không biết cách tổ chức, ngài là hoàng tử, muốn gì cũng được phải không? Thí dụ ngài đi tu đi nữa nhưng mà cha mẹ ngài vẫn còn là cái gì? Của quốc vương. Rồi bây giờ ngài muốn tổ chức hoặc là ngài muốn gì được không? Rất dễ. Nhưng mà ngài đâu muốn gì đâu, ngài cũng vậy thôi, tà tối ngày đi Bình Bát vậy thôi. Này, trời sắp đặt như vậy, trong cái lúc đó ngài phải làm như vậy. Cái người tu lúc đó thành Phật phải như vậy thì ngài làm như vậy. Còn bây giờ trời đất sắp đặt sư phụ, người tu phải làm như vậy. Phải thay đổi, phải biến hóa, phải hòa hợp với chúng sanh cho nó thấy gần gũi. Hả? Ai thoa xong thoa phấn rồi lên thì sư phụ làm vậy. Ừ, chứ sư phụ không có ý kiến gì, không có tổ chức gì, không có mục đích, không có một cái quan niệm gì cả. À, ví dụ như sư phụ hôm nay đến đây không phải sư phụ tổ chức muốn đến à. Sư phụ cũng không phải cầu nguyện muốn đến hoặc là không đến không được. Nhưng mà tại quý vị mời hoài. À, rồi sư phụ thấy lòng thành của quý vị, sư phụ cũng cảm động. Ví dụ vậy đó. À, để hỏi ý trời Phật coi có nên đến không? Ông nói ok là sư phụ đến thôi. Vậy đó. Chứ sư phụ không có ham muốn gì mà không có mục đích gì. Mà không có kế hoạch gì ở phía sau vật phía trước hết trơn. À, vì bác thấy không? Mình tu hành vậy nó tự tại. Chứ còn tổ chức là mệt lắm á. Người này không nghe người kia mệt lắm. Tổ chức là phải có người cầm đầu, phải không? Rồi người cầm đầu rồi phải có người ở dưới, rồi người ở dưới có người dưới nữa, nó làm giống như chính phủ ấy. Cực lắm, phải không? Làm việc là phải thông qua anh này rồi phải thông qua anh kia chứ không được á. Nói với anh này mà không nói anh kia là anh giận á. Rồi cái tính phàm phu mình nó trưởng dưỡng nên nó rắc rối cuộc đời này. Tại vì mình mới tu, cái bản ngã mình nhiều khi nó chưa có hết hẳn đó, là sợ anh em bắt hoại nhau. Tốt hơn mình cứ tu đi. Mình ngắm thiên đàng mình tu chứ không có ngắm ở dưới này. Còn người nào có duyên với mình á hả? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Việt Nam mình nói vậy đó. Mình có ở đâu đầu đường xó chợ thì họ cũng đi kiếm mình. À. Bằng chứng là quý vị thấy không? Quý vị ở ngoài kia cũng có danh vọng, cũng có tiền bạc, cũng con cái, cũng làm lớn, làm to rồi dữ lắm chứ. Hoặc là ở Việt Nam có danh vọng đó. Bây giờ qua đây quý vị ngồi đây tu, quý vị cũng ăn ổn vậy, vui vẻ. À. Mình ráng tìm cái thiên đường bên trong mình thôi, mình không cần cái... Không cần cái đó là đâu, hoặc là cái gì hết. Thấy không quý vị, thấy không? Mới biết là cái người đó có tìm đạo, có tâm đạo. Phải có cái tổ chức gì đó. Chứ còn nếu mà sư phụ có gì thì... You're wrong, you're wrong, you're wrong. This is where you are wrong. Cái chỗ này là cái chỗ anh sai nhất. Sư phụ không có cái pháp môn Quan Âm, không quan nhầm gì hết. Có hiểu chưa? Khi nào có người nào kế nghiệp, tức là cái người đó cũng bằng sư phụ mới kế được. Còn không có thì thôi. Chứ mới cái đâu phải truyền cái pháp môn Quan Âm là tốt đâu, đâu phải vậy đâu. Không có sư phụ truyền cái pháp này nhầm gì. À, thành ra không có thì thôi. Quý vị người nào mà đã được truyền tâm ấn rồi tiếp tục tu hành. À, có cái trung tâm sẵn đó thì tu hành, tu hết cái đời này thôi. Rồi kéo nếu mà có minh sư khác họ truyền pháp môn Quan Âm thì kêu con cái mình đi tới đó học. Hiểu chưa? Không cần phải bo giữ cái tổ chức của Thanh Hải Vô Thượng Sư rồi không có đi học với những vị minh sư khác. Thí dụ sư phụ có một người kế nghiệp đàng hoàng, sư phụ nói à. Hoặc là sư phụ viết thơ để đàng hoàng, đóng dấu ghi tên rồi ha, nói cái anh này á, mai mốt anh là thay thế cho sư phụ, hướng dẫn quý vị. Đó, thì ok, quý vị ủng hộ hết mình, thì cũng làm giống y như sư phụ còn tại thế. Còn nếu không có thôi á, không có phần ai nấy tu. Ờ, vậy thôi, cũng y như bây giờ thôi. Này. Như vậy con cảm ơn sư phụ á, à. Con gặp được sư phụ là con thấy con đại phước quá. Đâu phải người nào cũng dạy truyền được. Này. Cho nên cái pháp môn Quan Âm nó thất truyền á.
À, chứ không phải mà bây giờ tự nhiên bây giờ sư phụ mới mọc ra một cái pháp môn Quan Âm, không phải vậy. Thì, rồi mai mốt thí dụ như ở đây sư phụ, cái đoàn thể của mình đây mà không có một người tài giỏi, không có người thành đạt tới cái mức có kinh nghiệm để mà chỉ dẫn chúng sanh được đó, thì lại từ đây mình thất truyền, phải không? Rồi những cái chỗ khác nó mọc lên đó, thì mình con cái mình á, dạy dỗ cho nó biết đi qua đó học. Còn cái Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức bỏ đi, hoặc là cái không tiếp tục tu, nhưng mà đừng có cần phải giữ cái tiếng đó mà truyền ra, mà truyền ra nó không có cái pháp mạch và không có cái linh hồn à, vậy đó ha. Thì quý vị đừng lo. Nhưng mà sư phụ mất đi rồi vẫn tiếp tục hướng dẫn quý vị, thành ra quý vị không có cần cái xác thân của sư phụ, mình ở bên trong mình câu kết với nhau à, dạ hiểu ra ha. À, cho nên khi lục tổ huệ năng mất rồi, nó không có người nào truyền thì thôi luôn, thấy không? À, cái Bồ Đề Đạt Ma truyền, nói là truyền đến năm đời là hết rồi, thấy không? Đó, bác thấy không? À, may mắn lắm mới truyền được năm đời, đâu phải lúc nào cũng truyền được năm đời. Ví dụ sư phụ tìm không ra được người kế nghiệp thôi, tới giờ tìm chưa ra, tìm không ra thì thôi chứ, cái ý trời nó vậy. À, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì Ngài nói truyền tới 500 đời sau là hết rồi, thấy không? Cho nên Ngài thường nói là 500 năm sau trong đời ác trược. À, có những người mạo danh Phật đứng lên nói truyền bá này kia, đó không phải ý ông nói, là cái pháp mạch của ông truyền tới 500 năm là hết. 500 năm tức là cỡ chừng mười mấy người đệ tử đó truyền xuống là hết rồi, vậy đó. Nhưng không sao, chỗ này không có, chỗ kia nó lên, cũng như cái dòng sông nhiều khi nó chạy rồi nó ẩn ở dưới đất á, rồi nó đi nó cái mà nó lú lên cái chỗ khác, rồi mình tưởng đâu cái sông tới đó nó hết, mà thật ra không phải, nó có mạch ngầm nó chạy xuống, nó chạy qua chỗ kia. Vậy đó. Thưa sư phụ. Dạ. Dạ. Còn theo con thấy trong cái kinh mà Hoa Nghiêm có để cái pháp Quan Âm này là xuất phát từ cái thời Đức Phật Quan Âm Dương Như Lai, không biết như thực là lâu lắm rồi, lâu dạ, lắm rồi. lâu không kể được á. Là Đức Phật đó cũng dùng cái âm thanh đó để độ chúng sanh đó. À thì vậy, dạ. Đúng rồi, anh coi vậy là anh biết rồi. Dạ. Ha. Dạ. Anh biết sư phụ dạ, dạy đúng đường rồi. Dạ. Là tốt lắm rồi, không cần biết cái dạ. Đó cái ông Quan Âm đó là ông ở thời dạ. Nào. À ông có vậy là hay dạ. Lắm rồi. Thì quý vị tu quý vị thấy dạ. Không? Dạ. À. Để biết là mình tu đúng ha, biết mình có tiến bộ. Dạ. Nhiều khi mình tu lâu quá rồi cái mình cũng không có dùng, mình không có biết là mình tiến bộ đó. Lâu lâu mình ra bị người ta hỏi đó, hỏi những câu ngớ ngẩn hoặc là thấy cái lý luận của người ta nói đó, nhiều mình cái mình biết mình tiến bộ liền, phải không? Dạ, à, cũng như con cái mình mỗi ngày mình nuôi nó, mình không thấy nó lớn, lâu lâu có người lại mà thấy nó lớn. Dạ. À, mình có tự tin, mình biết mình tiến bộ, dạ. Phải không? Ra hôm trước còn có nghe cái bằng sư phụ có nói là tu cái phép này ai có bệnh gì nó cũng hết. Ý sư phụ nói cái đó là phần thể xác thôi, dạ, còn phần rồi. Tâm linh không thể dạ. Nào. Dạ cái phần tâm linh là nó sửa bằng cái phần quán quan á. Dạ. Tất cả đều chữa hết á. Dạ. Hai bên đều chữa hết. Dạ. Nói vậy không được, dạ. Nói vậy là quá nó cứ biên giới đó. Dạ. Phương pháp là bất khả tư nghị. Nói không hết được. Hôm qua sư phụ truyền nó mắng có nhiều người Úc ngồi đó đó, có một ông già người Úc, ông cỡ chừng 50 tuổi hay sao đó. Ông ngồi quán quang đó, còn ánh sáng đó, ông ngồi gần hết rồi đó. Ông ngồi đó, ông khóc dần, khóc rần vậy đó, khóc mà không có giấy lau rồi lấy tay rồi chùi mũi, chùi nước mắt. Sư phụ mới biểu người đồng tu lấy khăn giấy cho ông lau. Sau đó không rồi mới hỏi ông, hỏi người nào có kinh nghiệm gì giơ tay lên đó. Thì ông nói ông thấy một vùng ánh sáng vàng á. Bất khả tư nghị, ông nói không được, nhưng mà vui lắm, rất là sung sướng, vô cùng cảm động. Ông ngồi ông khóc như con nít đó. Khóc mà khóc lâu thiệt lâu mà lấy tay chùi mũi chùi mắt rồi không mắc cỡ gì chứ mà già rồi. Rồi cái sau đó trời ông mừng lắm, sư phụ đi ra ông nói cảm ơn thầy hãy giúp con này cái nọ. Sư phụ nói đâu đó là toàn trí huệ của anh nó thức dậy chứ cảm ơn sư phụ làm gì. Nhưng mà ông nói cảm ơn, mừng quá cảm ơn sư phụ chỉ dạy. Ở người Úc á mà khiêm nhường vậy tại vì họ có kinh nghiệm á. Cái tâm linh bên trong không có thể nói được, ông nói bất khả tư nghị. Rồi mỗi ngày mình có hiểu thêm một chút, mỗi ngày mình có nhiều chuyện khác. Nhiều khi mình quen rồi, cái mình cũng không biết là nó có, nhưng mà thật ra mình có. Cũng như nhà giàu quen rồi ha, cái thấy tiền cũng không có cảm thấy gì, thấy không? Chứ còn mình mới tu á, mới truyền đạo mắng cũng như là nghèo mới thấy tiền đó thì cảm thấy nó có. Nhưng mà sau này quen rồi cái làm như không có. Nhưng mà thật ra có nhiều lắm rồi, quá nhiều cho nên nó quen rồi. Kính thưa sư phụ, cái vạn vật đó có kể là sỏi đá không sư phụ? Vạn vật gì? Vạn vật gọt và vạn vật đồng nhất thể kể hết chứ, kể luôn chứ. Sỏi đá cũng là sỏi đá luôn, mọi thường kể hết vô luôn. Trong cái bài báo số 25 đó, trong đó có cái bài vạn vật đồng nhất thể đó sư, trong đó có cái phần nói là
Nếu mà mình ngồi thiền đến một cái mức độ nào mà mình cảm nhận được cái dạng vật đồng nhất thể đó, là mình sẽ không biết là mình đang ngồi thiền mình thấy mình chiêm bao hay là mình đang chiêm bao thấy mình ngồi thiền. Con nói nếu như vậy chẳng lẽ mình tu rồi mình sẽ mất cái cảm giác riêng của mình sao? Ráng mà ngây thơ lên chút thì tu mới được hay, chứ còn cứ ngồi đó nghĩ ba cái chuyện đó hoài, nhưng cái cảnh giới cao làm sao mà giải thích được. Sư phụ tạm thời giải thích mà thôi, chứ không phải là giải thích như vậy là cứ mình ngồi đó mình phân tách hoài như vậy được. Cũng như tình yêu giữa hai vợ chồng làm sao ngồi đó phân tách hoài hả? Bà yêu tôi thì bà phải làm gì làm kia, đâu phải như vậy được, phải không? Bà làm đó là một trong những cái hành động thôi, nhưng cái tình yêu không có phân tách được. Cảnh giới trên kia còn cao hơn cảnh giới của ái tình nữa, làm sao mà ngồi đó mà nói được. Tại quý vị cứ muốn hỏi hoài, muốn nói hoài, sư phụ phải tạm thời nói vậy thôi. Mà không biết cái cảnh giới đó mà cứ nghĩ rằng vậy kia là mình tự mình xây một cái bức tường chặn lại, thì mình nói ồ sư phụ nói như vậy, tới đó nó vậy vậy thôi, tôi không đi đâu, tôi không đi, tôi ở đây, đừng có nên như vậy hả? Càng lý luận càng khó tu. Tại sao mà khó tu hành quý vị biết không? Tại những người lý luận nhiều, cái đầu óc họ phức tạp nhiều ở trong lắm, không có lý luận được như vậy. Còn nếu mà đứa con nít bây giờ biểu nó lý luận vậy, nó lý luận đâu có được đâu. Sư phụ nói gì nó không hiểu gì hết, nhưng mà nó rất thương sư phụ, nó tự giao tiếp với sư phụ, nó ngồi thiền nó thấy sư phụ là nó mừng rỡ, nó học hành thông minh tiến bộ lên, chứ nó không cần biết sư phụ nói cái gì. Không phải là những người đó là những người xấu, nhưng mà tại vì họ bị trong cái hoàn cảnh nó phức tạp, họ quen cái cách lý luận rồi, cho họ tu hành khó. Cho nên thường thường những người mà có học vấn cao á, hoặc là biết lý luận nhiều, tu hành khó lắm. Còn mấy bà già trầu á, trời ơi, bà ngồi đó cái bà thấy Phật thấy trời tùm lum hết, thấy không? Phải không, phải không? Nghe mấy bà già trầu cảnh giới thèm muốn chết hả? Còn mấy ông mà có bằng doctor rồi nhiều khi á, trời không biết cái gì á, bà nói cái gì vậy kìa. À, sao mà sư phụ lại nhà bà chơi, sao không lại nhà tôi chơi? Ai dám lại nhà ông? Lại nhà ông ngồi đó ông đấu trí hoài, sư phụ nhức đầu muốn chết. Trong thánh kinh nói Đức Chúa Giêsu là một vị cứu thế duy nhất mà thôi, ai cũng có thể làm cứu thế được, tại vì cái lực lượng của Chúa cứu thế là ở bên trong mình á. Chúa Giêsu là một người con duy nhất của Thượng Đế thôi, nhưng mà trong thánh kinh cũng có nói tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, phải không? Rồi trong thánh kinh cũng có nói rằng con phải biết rằng con là một cái giáo đường hả, mà Thượng Đế ngự trong con, phải không? Như vậy mà cứ chối cãi hoài, cứ nói không được đâu, không được đâu, mày là tội lỗi, mày không có làm sao mà có Thượng Đế trong mày, mày chỉ có một mình Giê-xu thôi, chỉ có một mình ổng thôi, này cái nọ, cứ nói vậy đó, hiểu không? Rồi Giê-xu cũng có nói là tất cả những gì ta làm được các con đều cũng làm được hả. Phật cũng nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, chứ ổng đâu nói mình ổng đâu. Rủi tu hành gặp khó khăn đừng có nói cái phép này nó không tốt. Tại sao không tốt? Mấy bà già trầu có tu được, mấy đứa nhỏ nó tu được. Mấy đứa nít đó, cảnh giới hùm sùm ha, mấy bà già đó tâm hồn trong sạch. Rồi cái tu không có vướng bận gì, cái ngồi nó im tịnh mà có cảnh giới rồi thông thả, tinh thần tốt, phải không? Còn quý vị cứ nghĩ hoài là mệt lắm á. Tại sao mà nó mệt? Tại sao mình nghĩ nhiều thì nó bị ràng buộc? Tại mình cứ lẩn quẩn trong cái dòng lý luận. Cái lý luận là cảnh giới, nó còn dùng ngôn ngữ hả? Dùng cái còn cái gì phân tích hả? Phân tích là thuộc về đầu óc á, chứ chưa thuộc về thế giới mà cái bằng vô vi hả? Nói tiếng vô vi cho quý vị hiểu. Chứ còn bây giờ họ nói hoài mà. Sư phụ muốn cho tiến bộ thì thưa sư phụ, có phải là đi theo cái con đường sư phụ đã dạy là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thì những cái đó mình càng cố gắng nhiều trong đó thì càng tiến bộ trong cái vấn đề tu hành. Theo cái lúc mà con truyền tâm ấn thì nó có cái năm cái đẳng cấp về ánh sáng chẳng hạn. Thì cái ánh sáng khi mà mình có tiến bộ như vậy thì nó có thay đổi cái màu sắc không, cũng như cái âm thanh đó thưa sư phụ, là nó có tăng lên như vậy không? Có thay đổi, nhưng mà nhiều khi mình phải biết cái trong cái đời sống hàng ngày của mình á, nó có thay đổi hay không. Thí dụ như mình có thương yêu người khác nhiều hơn không, cái mình thấy đầu óc mình lúc nào nó cũng tự tại an nhiên, mình không đòi hỏi nhiều, mình không có thắc mắc gì nhiều, mình không có phức tạp nhiều, đó là một sự tiến bộ tốt nhất. Chứ không phải cần gì phải ngồi đó mà nghe âm thanh từng thứ mấy,
hoặc là cái ánh sáng nó từng thứ mấy. Nhiều khi mình vượt qua nhanh quá mình cũng coi không kịp, hoặc là mình ngồi đó mình mệt quá đi, cái đầu óc mình nó không có để ý, nó không có chép vô, cái đầu óc mình nó không chép, nhưng mà cái linh hồn mình nó vẫn an nhiên ở trong cái cảnh giới đó, quý vị hiểu không? Thành ra nó khác. Cái đầu óc có nhiều khi nó mệt quá, thấy không? Thí dụ mặc dù quý vị biết đọc báo đọc sách, nhưng mà ngồi đó cái lúc mệt rồi đó, dòm thì thấy chữ biết đó nhưng mà không có hiểu nói cái gì á, phải không? Hoặc là sư phụ nói cái gì quý vị ngồi đó nghe nhưng mà không có hiểu gì hết á, phải không? Đó là lúc đầu óc mình quá mệt mỏi. Chứ không phải mình không hiểu những cái đó, thấy không? Sư phụ vẫn nói anh vẫn ngồi đó, anh vẫn cố tâm lắm, nhưng mà anh nghe cũng được, bởi vì đầu óc quá mệt mỏi hoặc là phân tâm tới những cái chuyện cực khổ khác ha. Đấy, đại khái như vậy. Khi mình tu á, nhiều khi cái đầu óc mình nó bị thế giới hành hạ nhiều quá, mệt quá rồi. Làm việc nhiều mệt quá, con gái nó đòi hỏi nhiều quá, vợ chồng xào xáo hay là bà con dòng hỏi ấy, nó cái niệm kinh hoài mệt quá. Niệm cái gì đó mệt quá. Thành ra cái lúc mình ngồi đó đau mệt quá, đầu óc nó không có còn thức tỉnh để mà nó thấy mình có hay là không có. Vậy thôi, chứ nhìn hoài mệt quá. Niệm cái gì đó mệt quá. Thành ra cái lúc mình ngồi đó đau mệt quá, đầu óc nó không có còn thức tỉnh để mà nó thấy mình có hay là không có. Vậy thôi, chứ nhưng mà linh hồn mình vẫn có lên như thường. Vậy đó ha. Hoặc là Phật quang vẫn chiếu như thường. Ví dụ vậy đó ha. Cũng như nhiều khi mà cái mệt mỏi quá đi, mình nhắm mắt mà ngủ thiếp đi, rồi có mặt trời chiếu trên mình cũng không thấy nữa, mình chỉ nằm ngủ trong tối đen thôi, phải không? Không phải mặt trời không chiếu, không phải là cái thân thể mình nó không có cái gì nhận được cái ánh sáng mặt trời và cái lợi ích từ ánh sáng mặt trời, những cái vitamin của ánh sáng mặt trời, phải không? Vẫn nhận được như thường, nhưng mà cái đầu óc mình nó không biết thôi. Vậy đó ha, quý vị đừng lo, tu đúng cách là tiến bộ, không thể nào không tiến bộ được. Bây giờ quý vị thấy cái đối xử với gia đình nó khác hơn hồi xưa rồi. Ai chửi bới mình cũng không có thấy mà xúc động như hồi xưa, phải không? Tình cảm nó cũng bớt nhiều, phải không? Tranh giành danh lợi thì cũng coi như không có rồi. Cái nó không phải là mình mất cái cá tính của mình, nhưng mà tại mình mất đi cái ngã, mất đi cái danh lợi, mất đi cái lòng tham lam, cái lòng tranh giành, chứ không phải mất cái cá tính của mình. Nếu mất cái cá tính của mình á thì chắc là anh bữa nay thường thường anh thích mặc áo trắng, rồi bây giờ anh chỉ thích mặc áo đỏ rồi, mặc áo đen rồi, phải không? Rồi anh thường thường thì anh thích cái bà vợ đó, rồi tự nhiên cái anh đổi anh thích bà khác, hoặc là anh thích 10 bà, thí dụ đó mới kêu bằng đổi cá tính, đâu có đổi gì đâu, phải không? Vẫn thương yêu vợ con, vẫn chấp nhận cái hoàn cảnh như thường, nhưng mà mình mất đi cái sự bất tự tại. Mình ở cảnh giới nào mình cũng vui vẻ an nhiên vậy đó. Biết mình tiến bộ hả? Sư phụ biết quý vị tiến bộ mà, quý vị cứ tin sư phụ đi, sư phụ dọn biết mà. Thưa sư phụ, ví dụ như là con tu hành á, con có sự tiến bộ, nó mới lên có tầng thứ hai thôi. Con tin rằng khi mà con mãn phần là sư phụ kéo con lên trên đó. Con nghĩ rằng cái người nào nó ở cái tầng nào đó thì sư phụ thì nó mới chịu được cái cảnh đó thôi. Ví dụ con đang học cái tiểu học thôi. Bây giờ sư phụ đưa con lên trên đại học thì con lên trên đó là con có chịu nổi không? Chịu nổi, không chịu nổi là cái đầu óc mình nó không chịu nổi á, chứ không phải cái linh hồn mình. Hiểu không? Chịu nổi, sợ ta thương yêu giận ghét đều là cái đầu óc của mình hết á. Chứ đâu phải cái linh hồn đâu. Linh hồn là bất biến mà, phải không? Cho nên khi mà mình đi lên trên cõi trên rồi, sư phụ biểu xách cái đầu óc bỏ qua một bên, không dùng nữa. Cái linh hồn mình đâu ăn nhầm gì. Cho nên nghiệp chướng mới rửa sạch được chứ. Nếu mà nghiệp chướng nó còn dính trong cái linh hồn mình, xách đâu nó cũng có đó. Quý vị hiểu ha. Vậy mà nó không tiến bộ. Nếu không tiến bộ, sư phụ nói cái đó không hiểu gì hết. Mà không thể chấp nhận được một cách lẹ như vậy. Hiểu chưa? Tức là có tiến bộ. Anh cứ khi gặp sư phụ mình vậy là có tu hành, cái tiến bộ mới hiểu liền, mới chấp nhận được liền. Người mà chấp nhận mà miễn cưỡng chấp nhận và một người chấp nhận mà là ngộ là nó khác, thấy không? Mình thấy thái độ mình biết liền. Vậy hỏi cũng cao cấp lắm á, không có tới nỗi nào. Sư phụ thấy đồng tu Việt Nam ở Úc tinh thần có khác hơn đồng tu Việt Nam ở những nước khác. Có lẽ tại ở đây đời sống nó được thanh thản hơn, an lành, an nhàn hơn, kiểu an ninh hơn đó, không ai có súng ống gì nhiều đó. Rồi đi ra ngoài rồi cũng không ai kỳ thị nhiều đó, nhẹ nhàng rồi đất nó trống trải đó, con người có không khí thở gần thiên nhiên sạch sẽ. Cho nên cái những người ở Việt Nam ở Úc cái tinh thần khác hơn. Sư phụ thấy cũng mừng ha. Nghĩa là quý vị cái đầu óc ở đây nó thanh
thanh khiết hơn, chú trọng về đời sống tâm linh nhiều hơn là đời sống vật chất hả? Còn thí dụ như sư phụ đi chỗ khác thế nào, sư phụ sao đeo bông tai chi vậy, đeo cho nhiều để mà cho bớt người vô lăng nhăng. Mình kêu mình lượt qua một cái tầng son phấn hả, cho mấy người mà cứ để ý tới vấn đề vật chất nhiều quá ở bớt ngoài đi hả. Người nào mà dọn gì cũng không như không thấy gì hết á, không có chướng ngại trong tâm hồn, không để cái vật chất chướng ngại, chừng nào vô tu cho nó khỏe bớt sư phụ đi. Sư phụ thấy là càng ngày tu càng tiến bộ, có bộ so son phấn rồi, có bộ tu được hơn á. Cũng như mình bẩn đồ thường thường vậy á, người ta thấy mình ta coi lơ đi à, không ai biết mình là Phật á. Che đi, khỏe quá, đi qua cứ đi qua luôn à, hành lý nó không xét nữa, mấy chục thùng hành lý 400-500 kg quý vị có biết không? À, nổi tiền để mà trả mà cước phí mà nó nặng quá quá đó là đủ xây chùa cho quý vị ở rồi. Nhưng mà nếu xây chùa thì sư phụ không có tiền để đi thăm quý vị, thì nó sư phụ không có xây, không? Thôi quý vị được này mất kia, không đừng buồn sư phụ chi, không? Thì quý vị muốn gì? Muốn chùa hay là muốn sư phụ đi vòng vòng chơi thăm quý vị? Ờ à, đi vòng vòng, họ à, biết rồi à. Thành ra sư phụ không có chú trọng vấn đề vật chất, không? Miễn sao quý vị vui vẻ, được rồi, không? Ừ. Sư phụ đi một người thì thăm được ra nhiều người, mà quý vị đi thăm thì chỉ có mỗi người sư phụ, một mình quý vị thăm sư phụ thôi. Thành ra sư phụ không có chú trọng vấn đề xây nhà cửa xây chùa. Nếu chứ mai mốt mình có tiền nhiều thì mình xây chứ, phải không? Thằng kỳ này có nhiêu mình đi dùng vấn đề khác cho cấp bách hơn một chút. Chừng nào mình cấp bách mình đã giải quyết xong hết rồi, những cái vấn đề sau mình làm sao hả? Quý vị hiểu rồi ha. Thành ra theo sư phụ tu nó hơi nghèo một chút, đừng buồn nha. Đừng buồn á, còn không đi kiếm ông khác. Kiếm ông nào giàu đó tu hả? Thiếu gì thế giới, thiếu gì ông thầy giàu sống đi theo. Không khá hả? Chứ đoàn thể mình giàu đó sư phụ. Giàu lắm. Giàu tinh thần. Giàu tinh thần, quý vị thấy không? Tu hành tiến bộ rất nhanh chóng, phải không? À, rồi nó có hợp tác với nhau, phải không? Mà có kỷ luật, phải không? Rồi có đi cộng tu đều đều, thấy không? À, mình thiếu vật chất mà giàu tinh thần ha. Còn hơn là thiếu tinh thần mà giàu vật chất, quý vị hiểu nghĩ không? Thấy không? À, mà cái đoàn thức đoàn thể mình là lai rài, đâu có tổ chức kỳ trường, không giống ai hết ha. Tà tà. Tà tà có thì giờ tu hả? À. Dạ kính thưa sư phụ. À. Sư phụ nói là hãy người nào mà thọ pháp môn Quán Âm thì cứu được năm đời. Ừ. Thì thiệt tình mà nói khi thọ pháp môn rồi thì con ngủ á, con nằm chim bao con thấy á, mà cha mẹ cha con chết rồi đã thấy hết, thấy đủ hết. Mà có mình ông già chồng á, bà già chồng ghẻ cũng thấy luôn à, bà già chồng sau đó cũng thấy luôn. Nhưng mà bà chồng bà già ruột của con á không thấy. Cái con nghĩ chắc má con nó chắc có tội nhiều, cho nên á, cái con lại ngay cái hình cái sư phụ con giấy. Con nói nếu mà má con có cái tội gì nặng xin sư phụ cứu vớt. Rồi cái sau đêm đó con ngồi thường thường 9 giờ đêm đó con ngồi thiền một tiếng rồi con đi ngủ, nhưng mà con ngồi mới đâu khoảng chừng nửa tiếng con thấy con đi sư phụ, mà con ngồi thiền con không có ngủ. Mà trong lúc đêm đó thì con của con nó cũng có chuyện tâm ấn, thì nó cũng thấy cửu huyền thất tổ của con đông lắm. Mà trong đó có luôn cả ông già chồng ghẻ của con nữa. Ông già chồng nuôi còn sống mà cũng thấy thấy sư phụ chia bánh kẹo cho ăn. Nhưng mà má con á thì con lại không thấy tập trung ở trong đó, mà cũng trong đêm đó thì ở chỗ nhà con đi lại chỗ cỡ 5 cây số có cái thành lính, thì sao con lại con ngồi thiền mà con đi lại chỗ cái ngã ba đó là ngay trước cửa thành lính đó, chiếc xe con vừa đậu cái bảng stop á thì con thấy má con ở trong bên cái cổng thành lính đi ra. Nhưng mà con nói ủa má rõ ràng mà má con á, thì hồi lúc gần chết á, thì khòm lưng, mà bây giờ thì mặt mày tỉnh táo lắm, sáng sủa nhưng mà không có khòm lưng mà đi mạnh dạn lắm. Thì thấy bên đường cửa thành lính đi băng qua lộ ngay cái đầu xe của con, thì con nói ủa kìa má kìa, thì tự nhiên con nhớ ủa mình ngồi thiền đây mình tỉnh mà đâu có ngủ đâu. Thành ra tại sao mà con lại không thấy má con tập trung ở trong cửu huyền thất tổ mà ở trong thành lính đi ra sư phụ? Thì lúc đó mới đi ra. Dạ. Chậm. Dạ.
con thì con giái sư phụ á, xin sư phụ cứu giới, cơ sở má con không biết cái tội gì nặng á. Trong con thành lính đó là cho người ta canh gác, canh gác đó người nào có gì lộn xộn ở trong. Dạ. Nhiều khi nó hơi chậm á. Dạ. Xin cảm ơn sư phụ. Không có chi. Chị bác thấy vậy là biết rồi, đi ra là khỏe rồi. Mà không có lính rồi canh gác không có cộng vậy. Mà đi thẳng lưng là, là mạnh dạn là biết rồi. Dạ, mà đi ngay là đầu xe của con. Ờ, thì vậy là biết rồi, cho bác thấy chứ không, bác nói không ra. Xin cảm ơn sư phụ. Okay. Tại sao mà bác không tới đó? Tại bác chậm, bác bị giam trong kia. Rồi bây giờ ra rồi. Đi mạnh dạn hết khòm lưng là biết rồi. Tôi ở Brisbane là có phước nhất ở chùa đi lâu không có chỗ khác. Không biết tại sao vậy. Tại cái máy bay đó, vấn đề máy bay chứ không phải sư phụ binh bên nào bỏ bên nào, phải không? Nhiều khi máy bay nó nhầm những cái ngày đó không có, hoặc là nó đầy hết rồi, thành ra phải đợi như vậy. À, chứ không phải sư phụ cố ý ở đâu lâu mà ở đâu không lâu. Nhưng mà sư phụ tới đây thích á, có lẽ ở đây có duyên hơn. Chứ không phải thích không thích gì. Sư phụ đến đây cái cảm thấy làm như về nhà mình á, cái kiểu mà nó có vẻ quen thuộc đó. À, quý vị đi thấy đẹp ha. Xanh cây cỏ mát mẻ rồi rộng rãi, người dân được cũng thoải mái. Tại sư phụ không thấy chỗ nào đẹp hơn chỗ nào, bên ngoài thì không thấy chỗ nào, nhưng mà lại chỗ đây thấy nó có vẻ quen thuộc hơn. À, thì nó có vẻ gì nồng ấm hơn. À, không hiểu tại sao cái không có bầu không khí nó như vậy. Mà thật ra sư phụ cũng đâu gặp ai đâu, chưa gặp ai hết, chỉ gặp quý vị thôi. Ừ, vừa nãy gặp cái ông thượng nghị sĩ mà ông ra ông đón sư phụ với người báo đó thôi. Nó thấy rất là nồng ấm. Ừ. Còn mấy chỗ kia người đón đông lắm. Đông hơn ở đây nhiều nhưng mà cũng... Ở đây tự nhiên nó nhẹ nhàng hơn ha? Nó thuận hơn ha? Thuận hơn. Con cảm thấy như vậy mà con không biết phân tách. Không biết tại sao ha? Dạ. À. Sư phụ cũng cảm thấy ở đây nó thuận hơn vậy thôi. Nó tự nhiên nó nhẹ hơn, nó thuận hơn ha? Sư phụ, con thấy là nhận xét của sư phụ là... Thì qua mấy cái kỳ mà đi phát truyền đơn phát sách trước khi sư phụ đến đây đó, thì con thấy đồng bào ở đây đó có biểu lộ những cái cử chỉ, những chiều hướng rất là thuận lợi cho sư phụ ghê lắm. Họ dành có nhiều cảm tình ghê lắm. Thứ nhất là vấn đề mà con treo poster ở ngoài đó sư phụ, thì con đi lại một vòng con xem xét buổi chiều hôm nay con, thì con thấy là coi phản ứng con đầy đủ tốt và con thấy happy lắm. Nhưng mà vậy là cũng có một cái positive sign hả, cũng một cái dấu vết khẳng định đó hả. Vậy tốt, không sao. Nói vậy chứ không phải sư phụ muốn ở đây đâu, đừng dụ dỗ. Ta nói ý nói là thấy có vẻ ấm áp. Cô cũng thấy ha, muốn nói ha. Thôi thôi đi nghỉ đi. Mấy người Tàu tốt lắm. Toàn là người Tàu giúp người Việt Nam, người Việt Nam không á. Thành quý vị đối đãi với người Tàu đó, đối đãi tốt chút ha? Thay mặt sư phụ ha? Mặc dù đó là tình thương của Thượng Đế dành cho mình, nhưng mà qua cái đoàn thể của họ ha? Mình cũng phải biết là họ cũng có cái trình độ gì trời Phật mới dùng họ trong những cái công việc mà nó cao thượng như vậy ha? Cái lòng của họ khai mở như vậy là trình độ họ cao, là đẳng cấp cao. Quý vị hiểu không? Họ hy sinh hết mình. Đoàn thể ngồi sau là người Tàu không. Tiền bạc họ, tiền bạc của sư phụ là riêng á. Sư phụ đem cái group của sư phụ là riêng mười mấy người. Còn cái kia là tự nó bỏ tiền bỏ bạc đi hết đó chứ. Qua bên này nó dán báo, dán truyền đơn, rồi này cái nọ, tiền của tụi nó bỏ hết á. Còn sợ sư phụ không cho đi nữa. Có nhiều người bị đuổi về. Tại đông quá rồi đi theo làm chi nhiều. Đi qua chỗ nào cũng không có chỗ ở. Chen chúc chật chội nhau, tắm rửa đợi cả ngày. Hiểu không? Đợi cả sáng đêm vậy, rồi còn giặt quần áo không có chỗ phơi, rồi mưa là thôi mệt lắm. Đi đâu cũng phải sắp xếp máy móc rồi lại, tội nghiệp lắm. Quý vị không có hiểu đâu. Thành ra quý vị được cái gì sung sướng quý vị mừng ha. Chứ không phải làm việc không phải nó mà dễ dàng như vậy đâu. Còn những học trò sư phụ nó đi lo lắng cho sư phụ nhiều lắm á. Đi đâu có coi nhà cửa có sạch sẽ không, toilet rồi chùi hết trơn rồi, mới tinh nữa để cho sư phụ dùng. Ra niệm rồi mua mới hết, bắt đổi hết. Còn những cái gì mà không đổi được, nó mà không đổi được còn thôi, nó cửa rồi chắc nó cũng gỡ hết, nó đổi cửa mới. Nhiều cái giường cũng mua giường mới luôn, thấy chưa? Vậy đó. Tội nghiệp lắm ha. Thành ra quý vị cũng có phước đức lắm à, mà được như vậy. Chứ không phải mình ngồi đó mình nghe vậy đó, nó dễ dàng đó. Ngồi trong hậu trường nghe vậy đó xong. Có nhiều vấn đề ở hậu trường làm việc nhiều lắm.
Thấy không? Và phải có sự sắp xếp của sư phụ nữa, tổ chức nữa. Đó là kêu bằng tổ chức. Chứ còn sư phụ không có cố ý tổ chức trước cái gì hết. Tới đâu, trường hợp đâu mình làm đó. Thôi, good night. Hả? So why did it take so long for people to realize, or why don't they realize the simple fact that yes. you just got like this? Yes, this is so, this is a puzzle. Mm-hmm. Probably their soul is too young. They have to undergo a lot more grinding in order to grow up. Just like we grow up, some people look very tall and high, but they were just 15 years old. So you can't put him in college just because his height is 1.80 meters. Hmm. Yeah, that's it. Look like us, but they have not undergone enough evolution. Therefore, they have not enough experience. Therefore, they are made blind by God. So don't get frustrated. It's okay that way. They have to be. Hmm? Just like children in the house. Yeah. So don't look at their appearance. If they don't accept you, means their soul is still young. Need a lot of learning. So don't look at a man like your husband or your wife, your wife hate, and then think, oh, she's grown up, she's like me. No, not necessarily. She might be taller than you, but younger. You see? Yeah. So children, they are about 15, 20 years old, but they're much taller and bigger than me. Yeah? But don't look at their outer appearance. Look inside. As long as they reject you, and you know, you can, you sense it. Then you know they're very young. Don't bother convincing them. They come around. Don't bother if you can't convince people. They come around. Be strong in yourself. Don't waste your energy. And if occasionally you're angry, don't fight over that. As soon as you talk and people don't like it, you must know. Change the subject immediately. Save the quarrel and energy. Give them fruit. Say, okay, eat something. Go and drink tea. Like that, okay? It'll be better for you. Any more questions? You're so small, full of energy. Master Shinghai, I find it very difficult to reconcile on one in society and living in society, and on the other hand, living according to your precepts. For example, which precepts you find? I find to live in society is isolated and blindness. And you, for example, went to the Himalayas. That's for period. And other people, like my sister, gone to Miaoli, to Taiwan for a while. Mm-hmm. How do you think is it possible in your everyday life to be at peace if society is always crushing on you? Do you have that many friends? No. Okay, no, why? What's wrong? You just live by yourself and with the fellow practitioners, we share your ideas and support you. So why do you have to look for the companies that oppose you? Unless it's absolutely necessary, like work or something like that, and just avoid the spiritual topic. Talk about anything, whether car, just mix with them. Be like them. Don't oppose them. Understand? Yeah, I think one more question. You have heard you went to talk at the UN, and how do governments view you? Because what you teach seems to be going against materialism, going against atheism, against the way they build up society. Do you find you being viewed as a threat to nations? I'm a threat to nations? No, I mean, do you think that if your faith, which is so beautiful, would spread, do you think there would be opposition to it? No, don't you think? You think so? No, I mean from people. I mean from governments. No, they would not think so, because I don't teach people to avoid paying tax or not to work, but I teach people to work harder, be more conscientious and more clean in their job. And many people leave drugs behind and leave gambling and all that and clean themselves and stand up again and be a man of dignity and start anew, find a job
build up their life and build up the country. I don't think any government will not support me. Unless a few individuals or misunderstanding somewhere. But it's no problem at all. Yes, no problem with the government. Yes. And every government would like his country, if he's good, if he's a good government, would like his countrymen to be clean, honest, and hard-working. I mean, conscientious working, not hard-working, but, you see? And keep the environment clean, and keep the green pasture wherever necessary, and don't cut down trees at random, etc. I teach everything that a government would like to teach its people. But sometimes not successful. So even if they are successful, a more reminder of that is also good for the government. See, all my disciples, including yourself, are clean, honest, yeah, conscientious. And you would never tell lies, you would never steal from anyone, and you'll be faithful to each other and work hard, earn your honest living, and don't ask for possession which doesn't belong to you. You see? You become good citizen, or even better citizen. If you're already good, you become better. If you're already better, you'll be the best. So I don't think any government would not support me. They like it. And so today we had a senator from Brisbane. He came out and greeted us. He must have agreed with what I have been doing. You see, about vegetarian diet, it doesn't harm any society. It's good economically. If everyone is vegetarian, the whole world will not starve. So, actually, of course, what I do cannot be always recognized in some places, but it helps to some extent to purify our world and to better our environment and to help any government at all, any nation at all, to prosper, to clean itself, to have discipline and love for each other. Don't you think any government would want that? If it's a good government? Yes, they do. Except when they're too blind for fame and name and fortune, that they don't even care for their people as they promised to do. Then probably they would oppose me. Any good, clean and honest government would gladly have me in their country. Right? Don't you think? Yeah. But surely the enlightened self is no longer German or no longer... Yeah, right. Yes, we are earthen. But most of government, if they're truly conscientious, they would welcome us, our teaching, because we clean the society. You know, or we remind it to stay in that beautiful level, not to sink down. Keep people alert. And confirm to the people believe that a clean life is best. Confirm to them. Yeah? It's all good. I am any government's friend, if that's a good government. Yeah. Friends of the people. Although even the vegetarian diet, we don't force people, we just offer, because when you practice meditation, you better be vegetarian, otherwise you might have some undesirable side effect. You know? Why is this when I tell for someone that I'm vegetarian and the person gets very angry? Why? With me. They tell why, and I am crazy, or why? Because of their spirit is fighting, and somewhere the spirit knows that it's not a struggle thing. Inside. Probably they know it's right, but then the habit inside them fought against it. So they struggle and they feel angry. So just be understand and don't accuse them. Just casually say, "Well, I'm vegetarian for mental and bodily reason." Yeah, my doctors prescribe vegetarian diet. Who is Dr. Ching Hai? Okay, tell them and say, my doctor is Ching Hai, the family doctor. Okay, that's it, no problem. Make it easy and just make joke about it. We told yesterday. Yeah, you did? Yeah. You say Dr. Ching Hai prescribed vegetarian diet? We told, Martin is vegetarian because of health reasons, he was a very old man, 90 years old, and he didn't understand. He thought we are a little bit gone. So you can tell people you eat vegetarian, but still look good. Huh? You look better than before. More radiant, younger, and more bright, brighter in appearance. Yeah, and look at your eyes, very clear. The people can't have anything against it. The elephant is so big.
younger and more bright, brighter in appearance. Yeah, and look at your eyes, very clear. The people can have the elephant is so big, strong. Yeah. Yeah. So, much over. Don't be too serious. If people, I mean, just do something else. And worry about your health and your faith, and you go in wrong path and right path, everything. They worry about everything for you. And they don't worry about themselves. That's the problem. Right? They might go to the hospital to check up every week, but they worry that you are vegetarian, it's not good for you. You understand? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Any more questions? No? Nice to see you both. You are the precious gems in this community. Did they treat you well? Yes, yeah. They cook for you? They cook you well? We have food. Okay. And now, vegetarian, can you cook? Yeah. Both of you learn, huh? Do they have cooking classes? Mm. They should do, huh? You mean that you've been male? Male, do you want to get some more to tie the neck plus? 没有，如果需要的话，跟大家商量嘛哈。好。需要的已经。好。而且，if necessary，可以。就是before meditation，是共修以前呢，你不用隔开啊。好，就是礼拜天。对呀，早一点来，那谁要学的话，早一点来。哎。Master Shen，I have one more question。Please。Do you believe that they were using different methods to teach the same thing? Is it for different methods? Yes, like you're using meditation or using love or using wisdom. Mm-hmm. Do you think that's how they have their own way to do it? Whatever way they teach, if you can see the inner light, experience the inner sound, that's all right. Sooner or later, you arrive to him. Actually, sometimes the great master don't need to teach you anything. You just look at him, and if you're perceptive, you get it. You get light and sound anyhow. Understand? So it's no method. Because you see, during the transmission, nobody speak anything. And you sit there still for nearly an hour, right? Or you sit still for half an hour, or something like that, you get it. You see? And I am not even here. You see? So the transmission goes through space and time. And they're not necessary to be any method at all. You see, the instruction is that you should sit straight or you should sit that and there. But this transmission goes in silence. You see that? So actually, there's no method. It has to be a master power only. If any master has that, he can do what he wishes, but he transmitted to you. Okay? The light and sound is not a method. It's awakening of faith. Awakening of the self. And if a master has enough power to awaken that, open that door for you, you get it. You see? It's not a method. Therefore, if after a master dies, the method is no use. Okay? If no successor, then the method can be forgotten. Nobody can, continue to teach this method again, even if they know it. You see? So the living master is what? The power of them. Practice, yeah, of their merit. You are so strong. So you got the Kuan Yin method directly from God, not from another master? Yeah, directly. Mm-hmm. Yes, but because through a physical apparatus. Just for example, when you get initiation, I wasn't here, right? But then a representative, a messenger, will tell you what to do, what to say, and then the message comes through. Because God is in you. You see? The light in itself is within you. Nothing that I give you. The house is yours. The door is yours. You have to open it. See, I didn't give you the door. Understand? The
truly. The key opening for you, but it's yours. Everything's your level. I don't need to be here. You know? And power can go through. Because the inner power don't need any space. Don't need the near contact. The nearest contact is that when the disciple will think of the master. That's the nearest. The safety. Mm-hmm. You have children now? Okay. How long now? 3 years. 3 years? Okay. You have each other? Yeah, a few, yeah. Okay. Mm-hmm. That's fine. This is for you too. Both, all of you. All of it. So you didn't get it this afternoon? So it's for you. Keep it and eat it. Slowly. With tea. Thank you. And without tea. With me. And never without me. Okay, that's it. All right? Okay. Just about it. Yeah. Is there anything missing? Uh-huh. Oh. I'm very jealous. That, okay. That's it. Anything in two? No. In two, this one you share half and half. Okay? Okay. All right. Thank you. Beautiful girl, huh?如果有一个客人给你哥哥，我现在看到谁来叫我救命，我都叫你这哥哥叫我不知道。啊，他自己给他就好了。啊，<笑><笑>我不知道你哥哥那个地址，你赶快叫他一桌很多名片了，然后我就马上给他就好了。就这边也方便，不要工作吗？不要，做生意不要工作了，够钱用。 生活简单就不用了。也就照这样的生活是很够。够了，小孩子呢？还好。小孩子都可以了。简单嘛。好了，就你和你太太轮流跑是吗？对，是轮流跟着去跑。哎呀，小孩子呢？就我从欧洲回来到这边，那他的记忆的记忆啊。哎呦。 组织很好了哈，没组织啊，但是都很就是好像也很快的开哈，想越多就做不好，没想就反正就是这样，一天就好了。嗯，那这边不错哎，我觉得在这边就想住，我不是想住，不过是可以住的那种。嗯，OK，好了，我们可以。 解脱了，那明天有没有事？那明天我们就休息。啊，休息了，大家都休息了，明天见啦。好，晚安。谢谢光临。<笑>